Hoàng đang bước ra từ trong căn nhà, vị trí nằm tại là ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Nhà vừa xây mới xong, hoàn tất, chỉnh đẹp và đã full nội thất bên trong rồi anh chị. Kết cấu căn nhà ngày hôm nay thì có một tầng trệt, một gác đúc và có hai phòng ngủ, hai toilet, một bếp, không gian phòng thờ, phòng đón tiếp khách và một cái giếng trời ở phơi đồ phía sau. Đồng thời có một sân trước đã có mái bạt để che rồi anh chị. Đây là cái phần phía trước của nhà mình. Nhà hôm nay thì đẹp từ vẻ bên ngoài cho đến bên trong phần nội thất nha anh chị. Nằm ở mặt tiền đường nhựa có lộ dưới vạch 10m. Đường này thì song song với đại lộ Trần Phú nha anh chị. Chỉ đụng ngã tư này quẹo phải là đụng đại lộ Trần Phú bên ngoài, rất là gần. Nằm cách chợ Long Hải là chưa đầy cây số, và chợ Long Hoa là khoảng 2 cây và tuyến đường quốc lộ 2B cũng là 2 cây số nha anh chị. Đây, mặt tiền của căn nhà mình ngày hôm nay. Và để tiếp tục video thì Hoàng sẽ cho anh chị xem được cuốn sổ của đất này. Vị trí nằm tại là ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh, nằm gần với tuyến đường đại lộ Trần Phú vừa mới hoàn tất xong. Đây là một trong những cái vị trí nằm sát với đại lộ Trần Phú, khu vực quy hoạch bàn cờ toàn bộ chỉnh đẹp, đường xá thông thoáng và đường nhựa hóa tất cả tuyến đường ở đây rồi anh chị. Khu xóm đông dân cư nha. Tổng diện tích sử dụng của căn nhà và mảnh đất ngày hôm nay là 69,6 m², trong đó chủ đã chỉnh trang tư lên full 100% là đất ở tại nông thôn, là phần thổ cư đó anh chị, full 100% ha. Và đất của mình thì không còn trường lộ giới nữa anh chị. Sau đây là hình dạng thửa đất trên sổ. Đây là hình dạng thửa đất cũng như là căn nhà này. Thì đất của mình nó là tiếp giáp đường nhựa có lộ dưới hoạch là 10m, đã chưa hẳn hai bên. Đất của mình tiếp giáp là 4m, hai cạnh thì xuống là 17m4. Cái đích vẫn là 4m như phần mặt tiền. Thế đất như thế nào thì mình linh động xây như thế đó. Cho nên ngày hôm nay với diện tích tuy có 4m thôi, nhưng mà chủ bố trí cái không gian phòng ốc cũng như là lên gác đúc thật, có sẵn một phòng ngủ và toilet ở trên, kết hợp không gian phòng thờ rất là hợp lý nha. Còn hợp lý như thế nào thì một tí Hoàng sẽ quay cho chị xem. Lô đất ngày hôm nay nằm ở hướng là Tây Nam nha anh chị, thiên về hướng Tây. Tiếp tục là nó có sách, nó có trứng. Đây là phần chủ đã chuyển full 100% từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư. Và hiện tại căn nhà này vừa mới xây xong, chưa có ai ở cả. Chủ đang làm thủ tục cũng gần xong rồi. Cái vấn đề là hoàn công căn nhà này trên sổ nha anh chị. Vì thế là nếu mà anh chị mua căn nhà này là được sở hữu tài sản nhà và đất luôn. Bởi vì nhà này thì có bản thiết kế thi công xây dựng cũng như là chủ thầu đàng hoàng nha. Bề ngang là 4, dài 17m4, đích 4 và dài lên là 17m4. Nền nhà cao hơn mặt tiền đường là khoảng độ 2 tấc cho anh chị. Đấy, có sân trước đã gắt gạch vỉa hè. Cổng thì đã chỉnh chu, sơn giả gỗ nè. Đấy, sân trước này thì để được một chiếc xe nha anh chị. Phần mặt ngoài rất là thẩm mỹ nha. Hệ thống đèn led tô điểm vào ban đêm và sơn bê chủ đạo là màu trắng. Hai bên thì đã xây tường rồi anh chị. Ranh giới rõ ràng ổn định. Và không gian trước này là có một cái mảng xanh nhỏ nha, kết hợp một số cây như là cây trúc và một cái số loại hoa dâm bục để cho căn nhà của mình sẽ mát hơn. Cửa nhôm thì cửa nhôm Sifa, kính cường lực. Cái màu chủ đạo của căn nhà ngày hôm nay là cái màu trắng sáng nha anh chị. Đấy, lên cái đốt bên trên và có hệ thống là đèn led và đèn chùm ở phía trên. Đây là cầu thang để đi lên phía trên anh chị. Và cái view trước căn nhà của mình. Ở trên thì chủ đã cũng làm hệ thống là rạp sắt và tấm bạt kéo để che mưa che nắng ha, rất là hợp lý. Rồi, đây là không gian phòng khách. Căn nhà này nói chung là cũng đã full nội thất rồi anh chị. Bên đây là cái tủ để tivi nè, cũng như là đồ trang trí. Mình vừa bước qua cái bộ salon nha. Đây là vách ngăn giữa không gian phòng đón tiếp khách và cái không gian bếp đó liền. Mọi thứ đều mới 100% nha anh chị. Đấy, anh chị thấy là không gian bếp rất là lung linh, mẫu nhà hiện đại nhất bây giờ. Ở đây là được lát đá hoa cương nè, tủ là gỗ tổng hợp, cũng có cả hệ thống đèn led cho anh chị, sạch sẽ, chỉnh chu. Đó là không gian của cái bếp mình. Ở dưới đây thì có thêm một cái phòng ngủ đó anh chị, nó sẽ ăn theo cái chiều dài nha. Ở phòng ngủ này thì có nguyên một cái kiến cường lực. Nếu anh chị không thích thì mình có thể kéo được cái rèm lại là che không gian bên ngoài và không gian bên trong tách biệt. Hệ thống đèn led và đèn chùm ở phía trên. Tầng lầu phong cách cao nha anh chị. Màu xanh nước biển rất là đẹp của căn phòng ngủ này với các căn phòng phía trên. Nó khác với cái màu chủ đạo bên ngoài. Và đây là không gian cuối cùng của cái tầng trệt phía dưới. Giếng trời và kết hợp toilet nha. Giếng trời này cũng đã có kéo cái 40
làm rất là kiên cố và chắc chắn, an ninh đảm bảo là không có trộm cắp gì vào được nha anh chị. Ở đây là phòng toilet cũng cả có từng led và trần thạch cao luôn, full đồ nội thất bên trong toilet. Cho anh chị xem lại một lần nữa cái phòng ngủ phía dưới nè, thiết kế khá là hiện đại. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên cái cầu thang đi lên cái phòng ngủ ở phía trên và không gian phòng thờ nha anh chị. Phòng phía trên thì phòng ngủ có toilet bên trong luôn. Đây mình sẽ vào trái theo cái cầu thang này. Cầu thang này thì hiện tại là ta dịnh là inox rồi, có cả kính tường lực nữa anh chị, rất là kiên cố. Đây đây là không gian phòng thờ nè. Còn nếu như anh chị là không có không gian kết hợp thờ thì mình có thể là để những cái bộ salon uống trà ra đây cũng được nha. View nhìn xuống cái không gian phòng đón tiếp khách ở phía dưới rất là trống trải và thoáng đãng nha. Rồi mình sẽ vô cái phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này với diện tích là cũng khoảng độ gần 10 mét vuông anh chị, kết hợp cái toilet nằm bên trong. Phía trên là la phong thạch cao và hệ thống đèn led, cái màu được phối rất là đẹp luôn nha anh chị. Đấy nó ăn điểm với cái màu tím tím của đèn led nè, rồi cái tường là màu xanh nước biển. Đây là cái lavabo kiến và liền kề với nó là toilet nằm bên trong nha anh chị. Hoàng nhắc lại một lần nữa là toàn bộ đồ trong căn nhà ngày hôm nay là xây mới 100% và full nội thất, nhà thì chưa ai ở hết. Nếu như anh chị cô chú nào đang ở tại Tây Ninh, đặc biệt thị xã Hòa Thành hoặc là các tỉnh ngoài, muốn có sẵn một căn nhà mới như thế này, đỡ công phải theo dõi công trình xây dựng nè, rồi tính toán vật tư phát sinh này nọ thì rất là cực nha anh chị. Căn nhà này chỉ dọn đồ vào ở ngay thôi, người ta đã làm mọi thứ cho anh chị rồi. Đó là tất cả căn nhà ngày hôm nay Hoàng đã review các góc chi tiết, show sổ sách giấy tờ cho anh chị xem. Nhà rất đẹp nha, nói chung không có chơi được gì cả. Một trệt một gác đúc nha. Bây giờ thì bắt đầu từ vị trí căn nhà, Hoàng sẽ di chuyển ra trên cung đường nhựa rồi ra đường Trần Phú, chạy một đoạn trên cung đường Trần Phú về hướng chợ Long Hoa cho anh chị xem. Đó anh chị thấy là nhà cửa san sát với nhau cứ như Sài Gòn vậy. Đó, toàn bộ góc ngã tư ha, chữ đẹp. Mình sẽ quẹo trái ra bên đây để ra đường đại lộ Trần Phú anh chị. Trước mặt của mình là đường đại lộ Trần Phú rồi, quẹo sang trái á, là về tuyến đường quốc lộ 2B. Quẹo phải là về chợ Long Hoa và chùa Thánh Thái Ninh. Bây giờ thì Hoàng sẽ thông báo cái giá. Ngày hôm nay là chủ nhà kêu bán toàn bộ nhà và đất. Nhà và đất này thì nếu mà giao cho anh chị là có hoàn công trên sổ, với giá trị giao dịch là 1 tỷ 490 triệu. Giá này thì còn thương lượng bớt lọc nha. Mọi nhu cầu chi tiết thắc mắc muốn mua căn nhà này xin liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình 098 18 77 139. Hiện tại tại khu vực của xã Trường Tây này giai đoạn trước anh chị, những anh em nhà thầu xây nhà mới để bán rất là nhiều. Tuy nhiên những căn nhà cấp 4 bình thường thôi, mua tiếp là lúc xưa. Còn mẫu nhà hiện tại bây giờ thì bắt buộc là phải đẳng cấp sang trọng và không kém hơi hướng hiện đại nha anh chị. Đó là đi theo cái xu thế. Còn về chất lượng công trình là khỏi phải bàn rồi, bởi vì có đội thiết kế và thầu thi công hết, toàn là hợp đồng công ty anh chị. Anh chị yên tâm về vấn đề chất lượng nha. Trở lại là mọi nhu cầu chi tiết thắc mắc muốn mua căn nhà này thì xin liên hệ Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình 098 18 77 139. Bây giờ thì Hoàng sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong video sau về nhà và đất tại Ninh trên kênh Điện Hỏi Ninh. Xin kính chào.